Hôm nay chúng ta sẽ cùng xâm nhập vào một ngôi nhà rất là kinh dị, được đồn là ngôi nhà bị yểm bùa của người Hoa. Tức là ở cái đảo Cô Tô này có rất nhiều những cái ngôi nhà mà theo lời đồn đấy, thì khi người Hoa năm 78 bị đuổi về đấy, họ đã yểm bùa vào những ngôi nhà này để không cho người khác ở. Và rất nhiều trường hợp là ở trong nhà này đã bị chết, rồi là bị treo cổ, rồi là tự tử, rồi là bại liệt, thần kinh, hoang tưởng, rất là nhiều. Đấy. Bây giờ chúng ta thử xâm nhập vào một ngôi làng của người Hoa và vào những ngôi nhà mà nghe đồn bị yểm bùa xem như thế nào nhé. Chỗ này trước là người Hoa hết rồi chú nhỉ? Hòn đảo này trước là người Hoa, trước năm 78 là người Hoa nó ở 9.700 người cơ mà. Uầy, 9.700 người cơ. Mình thành nhập biển đảo năm 1994, gồm có một thị trấn và hai xã, xã Đồng Phú và xã Thanh Nhân. Ta xây dựng đảo năm 1994, cho đến bây giờ mới được 6.000 người. Còn trước thì Hoa mà còn, trước đây thì gần 1.000 người rồi. Trước của nó 9.700 người, mà toàn tên của người Hoa là nó bỏ nó về, toàn tên của nó là Tài Vàn, Bắc Vàn, Hồng Vàn, Cầu Mình, Hoàng Si, Cầu Thủ Mình. Toàn tên là của người Hoa hết. Đừng người Hoa này nhỉ? Đây ruộng này của một người Việt mình, người Hoa họ làm đấy. Nó bảo nó khai thác ở đây 200 năm rồi. Tổ tiên ông bà cha nó, người xưa Việt Nam Trung Hoa, núi liền núi, sông liền sông, sau là người Hoa, đất là đất của mình. Sau là người Hoa họ sang bên này là họ khai thác đất khai hoang ra, rồi họ mang trâu bò sang, họ làm ruộng đồng, họ tự cung cung cấp. Họ nói là họ làm tự cung cung cấp, người họ chết đấy, họ toàn chôn lưng chừng núi. Còn ở dưới ruộng này là họ trồng lúa, khoai, sắn, rồi kết hợp đi biển. Nó bảo người Việt Nam nửi nàm lắm, không chịu nàm. Đầu năm nó vẫn sang bên này, nó thanh minh như này. Nó bảo người Việt Nam nửi lắm, không chịu nàm. Nó vẫn đang thanh minh, mồ mả ông cha nó ở đây còn nhiều. À, mồ mả còn vẫn ở đây à? Mồ mả ông cha ở đây còn đây. Đầu năm chú vẫn chở họ đi thanh minh đấy. Đầu năm họ sang. Vẫn sang năm nào rồi. Khu nghĩa địa người Hoa là chỗ nào chú? Khu nghĩa địa người Hoa, nó không có nghĩa địa. Người Hoa có nghĩa là họ ở dưới cái chân núi đấy, là gia đình họ ở thôi, chứ còn chết là chôn ở, họ toàn chôn ở lưng chừng núi. Toàn chôn một chum đấy. Chôn một chum à? Chôn ở trên lưng chừng núi, xong rồi họ để đất ở dưới này là họ để ruộng cho cấy lúa, trồng sắn, chứ không có không chôn ở dưới này là nó mất ruộng. Mất đất trồng ruộng. Đây là ruộng của họ hết đấy hả? Đây toàn bộ là cánh đồng của cái đường này, này của mình làm trên ruộng của họ đây này. Đây là thấp thoáng những cái nhà ngói đỏ, cái là nhà của Trung Quốc. Nhà ngói đỏ cái là nhà Trung Quốc. Của Trung Quốc để này hết trên. Tức là châu bò ngày xưa là của Trung Quốc hết. Trung Quốc xong hết. Bây giờ nó cứ sinh đẻ ra thế này, hộ dân mình. Chứ không giết thì bao nhiêu đấy, mình giết thì bao nhiêu. Kia nhà mái ngói người Hoa kia. Ngói đỏ đấy, Trung Quốc. Nhà của Trung Quốc vẫn còn đấy, 40 năm trước ấy. Cái nhà này là sao? Nhà này thì mà không phải, nhà này là nhà, cái ngói này là ngói của Trung Quốc, nhưng mà cái gạch này mình xây là gạch của Việt Nam. Cái tàu. Ngói của Trung Quốc. Đây, những cái ngói này cho họ tận dụng lại. Đấy, này ông Hoàng đấy, nhà này ông Hoàng ông đang ở nhà Trung Quốc đấy. Nhà ông trong này, nhà trong khu sâu lắm. Nhà ông Hoàng. Cái ngói đây, đấy, cái nhà kia thấp thấp đấy, là nhà Trung Quốc đấy. Chính nhà Trung Quốc đấy. Thấp thấp mái ngói là nhà Trung Quốc. Nhà trong này nhà bà Mín đấy, nhà Trung Quốc. Nhà Trung Quốc. Nhà Trung Quốc. Bây giờ mà vào trong này nhà này thì sợ nó nếu có ai ở nhà đóng cửa. Kệ đấy chú nhá, mình đi vào xem bên ngoài. Ngoài nhá. Đấy cái nhà mà chú bảo bị bùa cho hổ đấy. Bùa nó đánh đấy. Bùa nó đánh bùa toàn sao mi máu. Nó đánh ở trên nóc nhà. Nó chôn trên nóc nhà hay là một có nhà nào nó chôn ở tường. Nếu mà mình mà ở đấy mà không may vướng đến cái nhà nó bỏ bùa đấy là liệt chết. Ở dưới thị trấn của nhà liệt bại hết cả nhà. Ở thị trấn á? Bại liệt hết cả nhà. Bại hết cả nhà. Mà làm ăn không nên. Mà cái nhà bây giờ còn không? Cái nhà đấy trấn phá hết rồi. Phá rồi. Tức là phá xong làm ở trên cái đất đấy. Còn làm lại. Phá hết. Bại liệt hết là bị tai biến hay là họ chuyển đi chỗ khác còn làm. Xong làm rồi bỏ đi. Làm ăn nó lụn bại quá. Thank you.
sau khi nó cắt cỏ chết nè. À, 1976 rồi kìa, nhà mới xây. Nhà đằng sau kìa. À đấy, đi chúng ta mình đi ra đấy. Đấy, cái nhà đằng sau đấy. Cứ đi xuyên qua nhà ông này rồi đi sang đấy được. Đi xuyên qua, để con xem có lối vào. À, nó lớn. Không có, nó riêng qua cái nhà đấy, có sang. À, chắc phải đi qua. Đi qua cái nhà đấy. À, thế lùi lại. Nhà đấy, trong này có mấy nhà Trung Quốc ở đấy. Đây này, đấy, nhà này để hoang à, chắc họ đang không, ở đấy chứ. Không hoang đâu, đấy nhà đấy. Cũng là nhà Trung Quốc họ. Nhưng mà cái nhà mà có treo mấy có người treo cổ chết thì là nhà nào? Là nhà gì? Cũng nhà Trung Quốc. Tức là cái nhà treo cổ chết là nhà Trung Quốc. Người Việt Nam ở là. Vâng, chào ông. Ngôi nhà của người Tàu nhá. Chào bác nhá. Bác em đi vào tham quan mấy cái ngôi nhà cổ tí. Đây thấy bảo bác đây bảo là đây là những cái ngôi nhà của người Hoa ngày xưa mà. Vào tham quan xem họ kiến trúc họ xây dựng như nào. Đây này vẫn còn, đây này chú này, 1976 này. Ê, số nhà là đúng 1976, tức là trước khi họ về. Năm 78 họ về đúng không? Vâng. Đấy 1976 đấy, đúng rồi. Anh ở đây lâu chưa anh? Đây cũng được 2, 3. À, thế thì cứ thi thoảng có thấy họ đi sang đây không? Đây ạ. Tức là người Hoa thi thoảng họ còn sang lên không? Họ còn sang chỗ như này không? Sang Thanh Minh. Họ vẫn biết họ có nhận ra nhà mà họ ở đây nữa. Có, họ nhận ra nhà. Nhà họ nhận à. Cái này có làm bằng bê tông không nhỉ chú nhỉ? Nó làm bê tông, nhưng ngày xưa bê tông không được tốt. Cũng là xây kiểu hay là xây gạch vữa. Gạch này là của bà ta, là bà ta còn nó tốt hơn đây này. À. Đây cũng làm bê tông nhưng mà không có bê tông đấy. Đây là đây các tấm hình như tấm bê tông nhưng họ ghép lên đó. Tấm một nó ghép à. Đúng cái kiểu này ở quê. Ở quê mình ngày xưa. Đấy cũng xây tường này. Cái này Thái Bình làm cũng làm kiểu này nhưng mà sau rồi nó mục hết đi. Đây cũng hở hết là thép này. Đây là ngói, toàn ngói chỉ hoành đây thôi, hoành. Ôi nhà này giống hệt nhà Bắc Bộ đấy. Giống giống nhà Bắc Bộ về dưới bên ở quê Thái Bình. Có một phòng này, đây phòng ngủ này, phòng khách này. Bên kia phòng ngủ nữa. Ba gian ngay ở quê ta, ba gian lập ngói. Phía sau tường là ba thò ba phủ. Đi ra cái nhà phía sau đi lối nào nhỉ anh nhỉ? Cái nhà phía sau. Đi ra cái nhà phía sau đi lối nào anh? Đi này luôn. Đang quan đấy. Đang có ai ở không anh? À đây là bếp đây. Bếp họ xây rộng rãi nhỉ? Ngày xưa họ xây rất rộng nhỉ. Này bếp. Bếp cũng rất là to. Bếp xong rồi là chỗ. Đây cái này anh có cải tạo không hay là cổ của họ vẫn như ngày xưa như thế này? Không, mình cải tạo. À? Còn đây trước nó là cái gì? Nó là nhà bếp. Cái này cả, cái vấn đề là bếp. Là nhà bếp thôi gì? Bếp họ làm rộng nhỉ. Bếp xong khả năng đây là kho nhá. Bếp này chắc rồi đầy đèn nấu đây, đèn xì có cái đèn cái ống thông khói đây. À. Cái ống thông khói đây. À, ống thông khói. À, đấy, chỗ này nấu. À, vẫn ống thông khói cổ từ ngày xưa kia. Chỗ này là để đâu. À. Thế vậy là bếp ở đây. Bếp trên này. Ở đây bếp đây, đấy, đun để thông khói kia là cái bếp thông khói này, rất hay. Là nó theo kiểu đó là nó nấu bên và nó ăn bên ăn ở đây là. À. Đúng rồi, thế thì nấu ở đây ăn ở đây. Nấu mình nhé, nấu. À. Đấy nhưng mà từ cái ngày xưa họ làm nhà nó rộng rãi như này. Đẹp đấy. Đây à. Thì cái nhà này chắc là vệ sinh. À, nhà vệ sinh. Nhưng mà ngày xưa thì họ làm gì có tự họa nhỉ? Cái đấy mình sửa lại đi. À, sửa lại. Cái này là mình ấy xây thêm à, xây thêm à? À. Nó chỉ có còn nó chỉ không nguyên như này thôi. À, ok. Tự tạo cái nhà rồi rồi. Đây là mình tự tạo xong. Đây là phía sau này cũng có rất nhiều cửa sổ đây. Bây giờ chúng ta đi vào một ngôi nhà hoang, tức là ngôi nhà này là nghe đồn nó bị yểm bùa đúng không chú? Đúng rồi. Tức là họ yểm bùa bằng cách là họ dùng dao mà có dính máu đúng không? Ừ. Xong bị yểm bùa. Xong họ để lên mái nhà chú. À, tức họ giấu ở một cái chỗ nào đấy trong nóc nhà. Tức là năm 1978 ấy, xét lịch sử tí thì ngày xưa từ thời đầu thời Nguyễn ấy,
Thì cái quần đảo này là toàn có hải tặc không nhỉ? Toàn hải tặc, người Việt mình cũng không ở đâu. Xong rồi là có một cái nhóm người Hoa, người ta tiêu diệt được cái nhóm hải tặc đấy, xong bắt đầu mới xin chúa Nguyễn là cho phép sinh sống ở quần đảo này đấy. Thế thì chúa Nguyễn mới cho người Hoa, những cái người ở Phúc Kiến các thứ đấy, họ buôn bán, họ vào đây họ ở, cho họ ở. Xong rồi Nguyễn Công Trứ mới ra lập làng để quản lý. Thì người Hoa ở đây thì họ sinh sống, hoạt động buôn bán giao thương rất là thịnh vượng và phát triển hòn đảo lên đến gần một vạn dân. Còn đông hơn cả bây giờ, rất là sôi động. Tuy nhiên là năm 1979 thì chiến tranh biên giới xảy ra. Trước đấy thì năm 78 thì mình đã đuổi hết người Hoa về nước đấy, bởi vì là chiến tranh xảy ra mà. Chưa là theo lời đồn đấy, thì là khi người Hoa họ về nước thì họ đã yểm bùa trên những cái mảnh đất với những ngôi nhà mà họ ở. Cho nên là xảy ra rất nhiều hiện tượng là người Việt mình bây giờ ở trong những ngôi nhà này là đều không ra hồn đấy. Có người nhà thì tự tử, nhà thì treo cổ, nhà thì bại liệt, rất là khủng khiếp. Đây ví dụ như là một ngôi nhà địa thế rất đẹp nhá. Phía sau này là núi này, trước mặt thì là cánh đồng này, kia là bãi biển này. Đấy, bao quanh không gian rất là đẹp. Mà bên trái đúng là trái Thanh Long, và phải thì Bạch Hổ này. Kia là Hải Đăng chứ nhỉ? Đấy, tức là cái địa thế là dựa núi nhìn biển này, và hai bên là tả Thanh Long hữu Bạch Hổ rất đẹp. Tức là địa thế nhìn chỗ này cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà tất cả những cái hộ dân mà sống ở trong cái ngôi làng người Hoa này đều trông có vẻ không ra sao cả nhỉ. Trông có vẻ nghèo với lại nghèo trong người đồng ruộng, trông vào trong nhà cứ như nhà hoang ấy nhỉ. Vâng, nhưng mà ý cho nói là những cái người sống ở trên cái đất này trông cứ như kiểu nhà hoang, họ không giàu có, không phát triển lên được ấy. Ở đây thì không, đấy. Đây nên họ yểm rồi, họ kinh, họ không ngờ. Đấy, tức là ngôi làng này đấy, yểm sợ, người ta đồn là yểm mà tôi không biết rằng. Có hai vợ chồng gia đình ở đây, con cái ở đây, xong rồi sau khi chờ ông bị nó yểm xong, ông bị thắt cổ, ông chết, xong rồi thế xong rồi vợ con bỏ đi chỗ khác ở. Thế ông có thắt cổ lâu chưa? Tất cả mấy năm nay. Mấy năm nay à? Thế là để hoang mười mấy năm luôn. Ở đây ông này nó gọi là ông Chun. Ông ở làm nhà đất ở ủy ban thị trấn của ủy ban xã Đồng Tiến. Ông Chun ông làm địa chính này. Ông điện làm địa chính ở bên xã Đồng Tiến, xong sau khi thất cậu chết thế xong rồi là vợ con chuyển đi chỗ khác. Thế vợ con vẫn ở trên này thôi gì? Vẫn ở Cô Tô nhưng mà chuyển đi chỗ khác. Bây giờ chúng ta thử xâm nhập vào trong ngôi nhà bị yểm bùa này của người Hoa nhé. Xem trong ngôi nhà này nó đổ nát này, nước vẫn giỏ tí tách này. Mái này nó... Chắc là ai nó mượn cái nhà này nó đựng đồ ấy. Mái thì lở lói này. Mái bê tông nhưng mà lở lói trong nước chảy này, ghê lắm. Bên trong này là... có một đây không biết là có những mấy phòng đây, 4 phòng rồi chứ nhỉ. Đây là một căn phòng này, ai đem cây vào đây ươm mà cũng chết cả cây này. Cây ươm ở đây này. Phòng đẹp nhỉ. 3 gian phòng này, chắc cái phòng bên kia rồi là bếp. Đây là bên nhà ở vẫn ở ở kia, nhưng mà họ làm nghe một cái kiểu nhà ngói ngày xưa, người ta ở ba gian đấy. Kia họ làm cái kính nó thông sáng hay sao nhỉ? Ở đấy là đấy có khả năng là bếp, ở đây nó có cái thông khói. Đúng rồi, thông thường cái nhà này đấy, bếp kia có cái cửa để nó là thông khói kìa. Thông khói ra xong rồi. Vâng, bên đây nó vẫn ám muội khói này, các cái cột đen này vẫn ám muội bồ hóng này. Vâng, thế đây khả năng là bếp. Họ làm rất khép kín nhá. Đây là phòng bếp này, vào nhà cái là phòng bếp. Đây chắc là phòng khách đây. Đây cái tủ khách này. Đây là phòng khách, đây cái tủ vẫn còn. Vẫn còn cái tủ đây. Vẫn tủ này có phải tủ cổ người Hoa không chú? Tủ này là tủ của gì cổ, không phải người Hoa đâu. Cái kinh ạ? Cái tủ tre chắc là tủ tre chắc là người Hoa và đừng lại. Người Hoa và đừng lại cho nên gia đình nhà này đi là bỏ hết. Không ở bỏ hết. Khi sau khi chồng mất nó bỏ hết đi. Sang đây là tức là ông ấy treo cổ trong nhà này luôn à?
Cổ thần nhỉ. Bên này sang đây là phòng gì đấy không biết. Đây chắc là bên này không, đây chắc là phòng ngủ ấy. Anh chu bên này cho to biểu đẹp dai à, đẹp nữa. To quá đẹp dai mày, treo cổ. Treo cổ. Đây họ ươm cái cây gì không biết. Cây này là cái tùng. Họ lấy về xong họ ươm cái cảnh ấy, cho thuốc vào họ. Vâng. Và... cái cảnh này cây tùng. À, cái này nó gọi là cây tùng. Tùng. Họ trên này có họ cho thuốc vào đây xong rồi họ gieo đây cái nào mà nó mọc đầy đủ nông cánh nên là họ cho ra họ bán. Đây không biết là phòng gì đấy, chắc là một phòng ngủ nữa. Đây đây nó chắc là phòng nghỉ. Cái này cũng là phòng nghỉ. Phòng bếp đây cũng bếp ạ. Đây cũng có đây hoành như lên điện xình. Ờ đúng rồi. Đây cũng trên trên nhà đây lại phòng bếp nữa. Hay là đây mới là bếp nhỉ? Hai bên cũng hoành đen xinh, mỗi cái phòng giữa đây là phòng khách. Vâng. Hai cái phòng này là hai phòng khách này, hai phòng giữa nên dưới nhà nó bốn gian. Bốn gian thế nó phải phòng gian ngủ. Hai bên. Thế là nó phải có phòng ngủ. Chắc là thế đây phòng ngủ chắc là đây phòng ngủ bên kia phòng ngủ đây là bếp hoặc bên kia là bếp. Chỗ này bồ hóng này nhiều hơn này. Bồ hóng có bếp. Đây khả năng là bếp, đây phòng ngủ nhưng mà sao lại làm kiểu nó hơi lạ nhỉ? Thế sao bếp lại làm cạnh phòng ngủ đi vào này nhỉ? Hay là đây phòng ăn? Đấy phòng nó phòng nghỉ hai phòng này phòng rất nhiều phòng luôn, bốn phòng. Nhà này chắc trước kia là đây còn cái gì giàu đấy, nó bốn phòng là giàu đấy. Còn thường thường nhà nó ba phòng theo chú thì cái bể này của họ là hay từ ngày xưa hay là hay mới bể xưa mây mới xây cái này cũng xây lại đúng không? Ghê quá. Đây là một ngôi nhà bốn gian của người Tàu đây. Địa thế rất đẹp. Mà đất ở đây giờ có đắt không chú? Đất đây nếu mà bán ở đây thì nó tầm cỡ còn đó mười mấy. Trước kia là cả cái nhà này nó mua cả đây có 400-500 triệu. Chưa đến 500 triệu. Cả cái khu vực này rộng mênh mông này. Tức là 400-500 triệu cả khu vực này. Bây giờ có đắt không chú? Bây giờ nó đang bảo giá mười mấy tỷ. Cả mười mấy tỷ mà họ chưa bán à? Chưa bán. Mà chân đồi kia cơ. Ngày xưa nó có thiết tha ai ở đâu. Tức là tít đất là tít từ chân đồi kia nữa. Vòng đây. Chân đồi kia này. Thế chả đến hàng cả hecta, mấy hecta. Nó vòng từ đấm này đến vòng đây. Quay ấy. Chẳng thế... lắm có mấy trăm triệu. Mấy hecta? Nó phải có mấy 3.000 đấy. Đây là ngôi nhà rất là giàu có của người Hoa đấy. Kìa cái ngói của họ là như ngói hương canh ấy nhỉ? Ngói đấy là cái ngói là họ hun rơm. Tức là ngói đây là họ tự đốt bằng rơm ở đây. Tức là họ cấy xong họ lấy rơm. Họ lấy rơm cấy lúa. Họ đốt thành ngói. Rơm đấy họ mới bắt đầu mới làm ngói xong họ hun lên. Họ đốt hun lên. Thế thì ngói chất lượng lắm. Ui cái ngói này bền lắm. Ngói hun rơm ấy, cái gạch của nó hun gạch bằng rơm đây bền lắm. Đây là cái ngói nó hun rơm nó phải ám khói đúng rồi mà nó khói đen đen mà nó bền nó không bị mốc nhỉ, mấy chục năm nhìn nó mới tinh nhỉ. Ngói nó hun rơm nó già, ngói của nó già lắm, mấy chục năm rồi mà 40 năm rồi mà nó vẫn ngói nó vẫn mới tinh đỏ bốn mấy năm, kể cả bão gió mưa nó cứ vẫn vẫn như nguyên vậy. Hôm nay ngói mình vậy là đen xì hết, bẩn hết. Bây giờ trên cái đảo Cô Tô này có nhiều nhà bỏ hồ, nhiều nhà còn nhiều nhà kiểu người Tàu như thế này không chú? Nhiều nhà mình phá thì bao nhiêu nữa. Cái nhà này bây giờ là ngoài đảo này đảng và nhà nước ta xếp cho là những cái loại nhà 49. Nhà gọi là xếp là nhà 49 là nhà của Trung Quốc. Nhà cũ là đảng và nhà nước ta là động viên bà con ai ở nhà này phá đi cho 20 triệu để xây dựng để xây cho nó đẹp luôn. Nghĩa là cho nó mất cái di tích của người Hoa đi. Nhưng mà người ta có tiền đâu, người ta làm cho 20 triệu không đủ tiền công phá. Ngoài này nó công nói chung là cho ấy thôi, không phải cho thì cho người nghèo thôi. Không, cho họ phá đi. Cho tìm những cái nhà đáng ở đây mà phá đi. Phải giữ lại cái di tích nhà này nó không nhận, nó nhưng mà cái nhà này nó xấu quá, nó chẳng có cái nó nhà nó không phải là cổ hết để cho nó mất cái di tích đi để xây cái nhà mới chứ người ta 20 triệu thì làm gì không đủ tiền phá, không đủ tiền công phá, đúng chưa?